iPad Gen 9 và iPad Air 4 chọn loại nào? Thì giữa iPad Gen 9 và một con iPad Air 4 thì chắc chắn đa phần là sẽ lựa lựa chọn là cái con iPad Air 4 này rồi. Thế điều đương nhiên, iPad Air 4 thì nó sở hữu con chip mạnh mẽ là chip A14 Bionic này, cộng thêm với cả viền vuông mới ra này. Và nó sử dụng cổng sạc Type C giúp cho mình kết nối cũng như truyền dữ liệu các thứ nhanh hơn rất chi là nhiều so với cả một cái con iPad Gen 9 này. Nếu như mà các bạn chỉ cần một chiếc iPad vừa đủ để sử dụng Ví dụ như là phục vụ những nhu cầu học tập này, giải trí, lướt web cũng như là các bạn chơi game Cũng có thể làm đồ họa hoặc các bạn làm uộc excel các thứ gì đó Thì trên con iPad Gen 9 này nó cũng hoàn toàn đáp ứng tất cả những cái nhu cầu đó à, Trên những con iPad Gen 9 thậm chí là iPad Gen 8 đi chăng nữa Thì nó có một cái điểm khá là mạnh đó là thời lượng pin của nó Pin của iPad Gen 8 và Gen 9 nó rơi vào 8500mAh trong khi đó những con iPad Air 4 thì thời lượng pin của nó chỉ được 7600 mAh thôi thì nó sẽ hết pin nhanh hơn so với cả những con iPad Gen 8 thậm chí là Gen 9 và đây các bạn cũng có thể xem màn hình của hai con một con là 10.9 inch còn một con là 10.2 inch, thật sự ra thì cái màn hình của nó cũng ngang ngang với nhau thôi. Con iPad E4 thì chắc chắn nó hiển thị đẹp hơn so với cả con iPad Gen 9 này. theo mình sẽ nói về vấn đề kinh tế nha. Nếu như các bạn bỏ tiền ra để các bạn mua một chiếc iPad E4 này, nếu như mà các bạn nhu cầu bạn về chỉ là học tập, giải trí xem phim lướt web cũng như là chơi game nhẹ thì các bạn hoàn toàn cũng có thể lựa một con iPad Gen 9, thậm chí Gen 8 cũng được nha, không có vấn đề gì. Nhưng khi mà các bạn mua một con iPad Gen 8 hoặc Gen 9 này Các bạn có thể mua được thêm một chiếc Apple Pen này Và thêm cả một chiếc uh, tai nghe Airpods nữa đi Thì giá của nó mới bằng một con iPad Air này và cái nhu cầu bạn mua về chỉ để sử dụng giải trí học tập cũng như lớp web như vậy thì các bạn thấy xem là mua một con iPad E4 này nó có phí hay là không thật sự mình cảm thấy nó là quá phí đi và tại sao nó lại quá phí tại vì rất chỉ là đơn giản đây các bạn cầm lên một con iPad E4 đây các bạn nhìn xem nó có khác gì so với cả một cái con gọi là ipad pro 2018 không không khác gì một con ipad pro 2018 luôn y chang nhau từ camera từ cái ngoại hình viền vuông các bạn nào mà thích ngoại hình thích khoe mẽ thì các bạn nhìn xem đây con ipad e4 và con ipad pro nếu như các bạn sử dụng cùng màu thì các bạn có thể nào nhận ra đâu là con ipad e4 cũng như ở đâu là con ipad pro không đúng không không thể nhận ra được nếu các bạn thích những chiếc iPad mà có cấu hình cao này phục vụ cho nhu cầu đồ họa vẽ vời này khác thì mình nói thật luôn Thà rằng các bạn lấy hẳn luôn là con iPad Pro 2020 thậm chí là 2021 nha thì nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với cả những con iPad e4 thậm chí e5 đây các bạn nhìn này khi mà các bạn sử dụng những con máy này thì cái camera các bạn nhìn nó cũng khác luôn Và các bạn cầm lên con máy thì ai người ta cũng biết đó là các bạn đang sử dụng iPad Pro Chứ còn cầm con iPad Air 4 xong đó cái camera nó có một camera này Mà các bạn còn sử dụng cái màu đen hoặc là màu trắng bạc giống như này Thì nó có khác gì nhau đâu Cấu hình nó vẫn thế mà giá nó còn đắt chỉ như bây giờ nó ra con iPad e 5 đi Nếu các bạn mua một con iPad e 5 đời 2021 Các bạn hoàn toàn có thể mua được hai con iPad Gen 9 nhé hai con iPad Gen 9 Ví dụ mình mua về mình cho con cái học tập nhà có hai đứa Chẳng lẽ bây giờ đi mua hai con iPad e 5 nhưng mà thay vì các bạn mua một con iPad E5 thì các bạn có thể mua được hai con iPad Gen 9 hoặc giống như vừa nãy mình nói mua iPad Gen 9 cộng với cả một cây bút này cộng với cả một cái AirPod thì nó mới bằng tiền mua một con iPad E4 cho nên nếu như các bạn chỉ cần một cái iPad để mà phục vụ nhu cầu học tập đời cao và giá tiền nó lại hợp lý thì mình nghĩ iPad Gen 9 <laughs> hoàn toàn thích hợp nha còn mình thấy iPad e 4 thì thật sự ra là nó không đáng mua tại vì nó nó lỡ cỡ nó rất chỉ là lỡ cỡ về giá tiền cũng như là về cấu hình và ngoại hình